Quốc Pháp lên ngay rồi. Ui, kêu đấy. Cho xuống đi. Đấy, phải thả dây dài ra cơ mà, ngắn không nên lỗi đâu. Mày cho dây dài cho bác thả cho phát. Mới làm à? Làm lâu chưa? Mới á? Mua á? Ừ, mua cho nhanh. Mua con này đẹp nhỉ. Con này carbon à? Mua ở đâu? Giật rồi. Giật không lên đâu. Mày bác thả cho. Hả? Mày cầm dây. Cầm dây bác thả cho. Cầm dây này. Cầm lên này. Đấy, để đấy. Mày đi cầm dây bác thả cho thôi. Cứ để đấy. Để lắp xuống. Đấy rồi, đi trả dây đi. Cái dây bác thả lên ngay mà, mày cho dây giải lên ngay. Ừ, mày vớt nó không đủ dây thế kìa. Đây lại có con diều mới, con này mấy mét? Con này 3 mét, điêu bộ. Đây là thuộc bộ gì nhỉ? Quay à? Đàn á, hoa đàn á. Đưa đi cho dây dài nhá. Hả? Thế thôi á. Thế thôi, từ từ. Nào, căng lên. Căng lên nào. Nào, hai ba. Lên ạ. Lên đấy. Gió mà, lên lắm. Lại có một buổi chiều gió đẹp nhá. Lại các cháu bắt đầu lên thả diều. Kêu một con xanh xanh lên rồi kia cả. Thả diều để chơi với các anh em, giữ bản sắc văn hóa Việt Nam. Mình xin chào tất cả các bạn. Các bạn có xem kênh của mình, xin ủng hộ cho một like, một đăng ký kênh. Ủng hộ Duyên Béo nha. Đây là diều sáo carbon. Diều này là thuộc diều chị bóng em. Diều bộ chuông 7 quả. 7 quả hay 6 quả. Lên đấy. Lên đấy. Kêu thế. Kêu như chuông kìa. Kêu chưa? Thả tại khu làng nghề đây. Thế đó rồi. Rồi là lên cao rồi nhá. Kiểu thế, một đôi luôn. Con kia hình như hơi yếu cách, yếu xương, quắp lắm. Kiểu thế. Căng chưa? Nặng không? À, nặng ghê vậy nhỉ? Nặng đấy. Đây, lên cao lắm rồi nhá. Lên cao lắm rồi. Nên im nhỉ? Con này lên đẹp đấy. Thả mấy hôm rồi? À, thế này ta mới nhìn thấy. Nhận ác đấy.
Mày phải có găng tay. Găng tay là đứt đấy. Kia có thằng nào thả trên chỗ Trung Hòa kìa. Đây có bọn Trung Hòa hay là mấy thằng Trung Hưng mình nhỉ? Mấy đứa ở trên chỗ. Lên cao lắm này, con này kêu nha, không nhận. Có quả này là chi bóng em. Này cho dây này hơi nhỏ cho. Nhỏ hay đứt lắm. Nhỏ hay đứt lắm. Lên nhỉ, không nhận cái lên đấy. Cái quả thằng kia yếu cánh quá. Nhất đi ra thả đi. Mày giật lên làm sao được. Đu cho mày. Đau tay. Ấy họ lo cái. Ủa là lên ác mà. Là lên cao thì nặng lắm. Lấy chửa cao nặng ngày gần giờ. Nhất ơi, ra thả nhá. Để ra thả cho phát lửa. Thả hết đi thôi à? Không buộc, buộc đâu. Hả? Quanh đầu này. Từ nó mang về. Mang về được không? Không mang về được nhỉ? Không mang về được đâu. Có hôm mày thả ở nhà làm gì anh nhỉ? Thấy đúng ở chỗ nhà mày. Ngày buổi sáng mưa dầm kinh khủng chưa? Mưa to nhá. Tháng này đang vào tháng 6. Tháng 6, 18 tháng 6, mưa bắt đầu mưa chậm đầu tiên lại to lại. Bị lụt năm nay. Mưa to không? Càng ngày càng to nhé. Được. Rất mưa dầm rồi. Mưa dưới nước đỏ luôn. Thêm rồi. Mưa là hai đời nhận cùng ra. Và như khác. Tầm tã nhà đi ra là rất lắm rồi, rất nhiều rất.
mình được sáng nhiều dòng.